Bình à. Thịt này mình ướp muối đường bột ngọt miếng nước mắm để chuẩn bị khìa. Có tỏi vô nữa cho nó thơm. Rồi. Mình lên đây nè. Khìa thịt ăn cơm ăn trưa. Cái giờ này bự hả? Chế đại vô đi mày tẹt miếng nó dơ. Cho nó ít thôi, chế cho nó đi. Cho nó ít thôi, vừa này nó cũng cứng cãi rồi. Sao? Về là cũng ngon lắm rồi đó. Ừ, miếng vàng. Nhiều khi nó sắc quá là nó ngọt quá. Đó, khi mình khìa nó sắc xuống là cái màu nó rất là đẹp. Cái màu này người ta gọi là khìa hay là người ta gọi là ghim nước dừa đó. Ăn ngọt. Cái ngọt nó mặn mặn nha. Mày có bánh mì ăn đã. Cái khìa này ăn với bánh mì ngon. Ồ, nãy cái ông bánh mì đi ngang chưa? Không biết. Đợi nào đi ngang mua ăn với vịt nè. Giờ đói bụng rồi ăn với cơm đi. Mẹ nhóc mà. Mình sắt này để mình ăn với khìa, với leo với lại cà chua. Trong cái dĩa đầu khìa có cái phần tinh tí nhất là cái nhỏ nhỏ này nè. mấy cái bự nó không có tinh tí. Khìa mình để miếng bự bự vậy, mình khìa xong mình chặt nó ngon hơn là mình cắt ra nhỏ nhỏ rồi mình mới khìa. Giờ mở dữ vậy. Cắt ra nhỏ nhỏ là nó rút lại nó. Mình khìa miếng bự này ra vậy, cái gì nó mới ngon. Cắt cái này coi. Đây là một cái đầu. Cái khô câu. Tinh tí nằm khô câu.
Đừng có phải còn máu gì chứ. Đúng rồi. Dây nó chín rồi, tại cắt nó không ra huyết á. Mày ăn gì nữa? Thôi để dành bỏ vô đây này cho con. Con ấy nè. Ngoan. Hồi cho con Su nè. Nó có băng máng nữa. Có cái miếng mề đâu rồi? Nhanh vậy. Đây là cái ruột mà. Tim con luôn hay gì? Con không? Tinh tí. Cái gì? Con gì? Con này không? Không. Rồi mình có một dĩa thôi, cho nên mình ăn mình còn chừa khác nữa. Ok. Ok chưa? Dạ, yeah, ok. Ai ăn đi, chừa ăn cái đầu được rồi. Ai ăn, ăn đi, chừa ăn cái mình được rồi. Thắng ăn phô câu. Chị ăn cục cho em vui đi. Đấy miếng chừa cho anh hai chị. Cái gì? Dịch nha. Có, ta có chừa cho thằng Trung, nhưng trước mình xứ đâu có về đâu. Hôm nay mình có chịu có về. Tính đâu nó về ăn cơm, lấy cho nó ăn mà nó không có về, nó điện nó ăn cơm mà luôn à. Gớm cái nhìn nó ăn quá trời. Cậu thấy còn ớt không? Không biết. Cây nhóc. Ngon không? Trời ơi, bé chiều của anh Tô nó lén ngồi đó ngồi ăn luôn rồi. Ăn đi.
Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại các bạn.